Hello anh em, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2020 thì bên dụng cụ cầm tay NT cũng mới soạn ra một số mặt hàng mấy con đầu giảm tốc nè anh em ha. Đó, mấy cái đầu giảm tốc nè, cái này là cũng như là mấy cái này là cũng như là mình cũng có test sơ vài ba con rồi nhưng mà nó cũng chạy ngon lành hết á. Cũng như là mấy cái này là mình bán nguyên lô nha anh em. Đó, một lô của nó là coi một con nè, một con này là tôi chậm đó, con này thì một ngựa ha. Thì con này nó khoảng con này thì khoảng 200W đó, giảm tốc 200W, con này cũng 200W luôn, con này thì nó khoảng 100-150W gì đó, nó là 1/8, còn con này nó là 1/4 nè, nó 200W, con kia 400W ha. Rồi con này thì công suất của nó là một ngựa nè, con này 1,5 ngựa, con Hitachi bên kia là 2 ngựa. Đó là cũng như là mình nói tổng số là cũng như là mình soạn được 8 con. Thì cái này là mình bán cho anh em thợ ha. Đó, nếu mà anh em nào, nếu mà mình bán một lô này là 8 con, bao gồm 8 con thì mình sẽ tính cho anh em là 4,5 triệu. Đó, 4,5 triệu là gồm là cũng như là 8 cái con motor giảm tốc này. Đó, cái này là mình bán cho anh em thợ về là cũng như tự anh em thợ dọn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua tới những cái hàng nội địa Nhật ha. Thì mấy cái hàng này thì mình đã coi như là mình đã kiểm tra vệ sinh đồ sạch sẽ ngon lành hết rồi, là anh em chỉ đem về là xài thôi. Bây giờ mà bữa nay thì mình cũng có một cục biến áp anh em. Đó, cục biến áp con này là số 9 nha. Coi như là mình hồi nãy nhân viên mình nó không biết thì nó đánh từ con số 1 tới số 8 là 8 con motor kia đó, nhưng mà 8 con motor kia thì mình bán là mình bán nguyên lô đó. Hình nữ là bây giờ mình cứ cho nhảy lên là cái biến áp này là số 9 đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3,5 triệu. Thì đổi lại cái biến áp số 9 này á, là nó con này là hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật thì con này á, nó có công suất là 5 kva ha. Đó, 5 kva, đây cái tem nó nằm đây. Đó, con này sử dụng là điện 100-200 nha anh em. Đó, cũng như là 200 mình cắm vô nguồn điện của mình thì nó phát ra đây là điện 100-110 ha. Rồi sau đây là mình cũng test nó luôn. Đó, mình lấy nó mình test cho mấy cái dòng máy này luôn. Còn mấy cái máy tỉ cần sau cắm. Mấy máy tỉ cần đâu cắm cái ổ này được. Cứ bất kỳ dạ, dạ, lấy cái chui ngoài kia đi. Lấy cái chui tắm ở ngoài á, chui vàng nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vô. Đó, nay là mình sẽ sử dụng nguồn điện 220 của mình đây nè. Đó, nguồn điện từ trong nhà mình ra nha anh em. À, rồi mình mở CB lên. Ha. Mở CB lên. Rồi đây vậy đây. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem nè. Đó. Con này thì cái biến áp này thì nó có công suất là 5 kva nha anh em. Đó, công suất là 5 kva. Mình tắt. Con dây điện nó chẳng. Rồi, đó, ăn rồi đó. Không ăn. Rồi, rồi, ăn rồi đó. Rồi, thì cũng như là mình mở CB lên là cái đèn này nó cháy nha anh em. Đó, cái đèn nguồn này nó cháy nè. Ha. Rồi. Rồi, giống như là mấy cái này thì mình đã giống như qua kiểm tra mình đã vệ sinh đồ ngon lành máy là giống như giờ anh em là cứ xài thôi ha. Rồi con số 10 tỉa cành Makita, con này lam của nó là lam 3,5 tấc nha anh em. Lam 3,5 tấc thì con này nó có thông số là dùng điện 100W, công suất của nó là 290W, vận tốc con này là 1700 vòng trên phút. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 300k.
ha. Rồi đây anh em xem. Rồi tiếp tục qua tới con số 11. Qua con số 11 tỉa cành Ruby. Con này nó có model là HT3520. Vận tốc con này là thông số con này dùng điện 100V, công suất là 180W. Vận tốc con này là 1800 vòng trên phút. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 300k luôn ha. Con này thì làm của nó là làm 3 tấc rưỡi nha anh em. Đó làm 3 tấc rưỡi. Máy hoạt động rất là ok. Rồi lấy con tiếp tục. Rồi tới một cái con số 12 tỉa cành Ruby. Con này nó có model là HT420 đó, 4200. Thông số con này là dùng điện 100V, công suất là 330W nha anh em, công suất là 330W. Con này vận tốc của nó là 1850 ha. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 350. Đó lam con này là lam dài 4 tấc 2 nha anh em. Đó lam dài 4 tấc 2. Đây. Rồi số 12 tỉa cành Ruby. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 350 nha anh em. Đó vận tốc của nó là thông số của nó dùng điện 100V, công suất là 330W, vận tốc là 1850. Rồi tiếp tục một cái con số 13 tỉa cành. Con này nó có hiệu là Valet. Con này thì lam của nó là lam 400 nha anh em, lam 4 tấc. Đó lam 4 tấc. Hai con này thì dùng điện 100V, công suất của nó là 350W. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 300k ha. Máy nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì con này thì nó có hai công tắc nha anh em. Đó một con công tắc phụ ở trên. Đó công tắc phụ trên tay. Rồi một cái công tắc ở dưới ha. Đó lam của nó còn cực kỳ mới nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn. Đây. Rồi số 13 tỉa cành Valet. Con này thì lam 400, công suất là 350W, dùng điện 100V, giá là 300k nha anh em, giá 300k. Rồi tiếp tục qua mài gốc anh em. Mài gốc con số 14, thông số của nó là dùng điện 100V, công suất của nó là 590W. Vận tốc con này là 11.000 vòng trên phút. Dùng đá là đá 100 nha anh em, đá 100 ha, đá 100. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 400k. Đó con này đã sản xuất tại Đức luôn nha anh em. Đó Made in Germany. Đó, sản xuất tại Đức luôn. Thì mấy cái dòng này thì anh em cài rất là sướng, là rất là đã tay luôn á. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem ha. Đó con cũng như là nãy giờ là cũng như là mình xài qua một cái cục biến áp này. Đó lấy cái nguồn điện của biến áp này ha. Cái biến áp này nó có cái công suất là 5kVA đó. Thì cái biến áp này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3,5 triệu nha anh em. Đó biến áp này khá là lớn đó. Lấy cái thước ra đo cái chiều cao của nó. Rồi đây bây giờ mình sẽ đo lại cái biến áp ha cho anh em xem. Đó chiều cao con này là nó 3,8 tấc nha anh em. Đó, chiều dài của nó là 3,8 tấc luôn ha. Chiều ngang của nó là 2,6 tấc. Đó, chiều ngang của nó 2,6 tấc. Cái biến áp này là khá là nặng nha anh em, khá là nặng. Nó cái biến áp này nó đi cái cục biến thế ở trong là biến thế của nó là từ 25 cho tới 30 phân. Đó từ 25 cho tới 30 phân. Bởi vì cái biến áp này khá là nặng.
Rồi bây giờ mình test máy cho anh em xem nè. Tới cái con số 14 mài gốc của Boss ha, dùng đá đá 100. Đây. Nó chạy rất êm. Thì con này là công tác nhấn nha anh em. Đó công tác nhấn ở trên ha. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá lại con số 14. Nó có thông số là dùng điện 100V. Công suất của nó là 590W, vận tốc là 11.000 vòng trên phút. Dùng đá là đá 100. Giá của con mài bốt mài gốc bốt này thì là 400k nha anh em, 400k. Rồi tiếp tục qua tới con số 15. Đó con số 15 mài gốc Makita. Đó đá sử dụng đá 100, đá một tấc á. À, bây giờ mình đọc cái thông số luôn ha. Con số 15 mài gốc Makita, thông số của nó dùng điện 100V, công suất là 670W, vận tốc của nó là 9.000 vòng trên phút. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k. Thì đổi với lại cái con mài gốc Makita này á, là nó có tháng từ nha anh em. Đó nó có tháng từ. À, rất là tiện lợi cho anh em luôn. Đây. Đấy, đồng nhất. Khá em. Đó anh em thấy không? Tháng từ rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test tháng từ nữa cho anh em xem. Đó. Ha. Đó, tháng từ rất là ngon. Rồi đây là một cái ngoại hình của nó. Máy cũng còn khá là ok luôn nha anh em. Ok. Rồi, số 15 mài gốc Makita có tháng từ, nó có thông số là dùng điện 100V, công suất là 670W, vận tốc là 9.000 vòng trên phút. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k. Tới con số 16 mài gốc Ryobi. Đó mài gốc Ryobi. Thì con này nó có thông số như sau. Con này dùng điện 100V, công suất là 770W. Vận tốc con này là 9.500 vòng trên phút. Sử dụng đá là đá 125 nha anh em. Đó con này là sử dụng đá 125. Thì nó rất là nhỏ gọn luôn, rất là mini, rất là nhỏ gọn. Đó là anh em cầm, anh em làm công việc là cũng rất là thoải mái luôn ha. Rồi thêm một cái đá lớn nữa, đá của nó là đá 125 nữa, thì cũng cái đó là cũng rất là tiện lợi cho anh em ha. Rồi thì con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k nha anh em, 400k. Rồi sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Thôi bây giờ giúp cái này ra đi, giờ mình có dây à, giúp cái dây này ra đi. Đó mấy cái dây này nó cái chuôi này mình cắm được rồi. Đó bây giờ mình cắm đủ chuôi luôn cho anh em xem. Ha bây giờ nãy mình cắm chuôi dưới phải không? Giờ mình sẽ cắm chuôi trên cho anh em xem. Đó, máy là động rất là ok. Khá im. Anh em thấy cái dòng mài gốc Ruby nó chạy cái tiếng nghe rất là im. Rồi con số 16 mài gốc Ruby sử dụng đá 125. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 400k nha anh em, 400k ha. Rồi tới qua tới cái dòng bắn vít anh em. Đó dòng bắn vít của Makita ha. Con này nó có model là 6819. Thông số của nó dùng điện là 100V, công suất là 480W, vận tốc con này là 6.000 vòng trên phút nha anh em. Đó 6.000 vòng trên phút. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 500k. Dây của nó là cũng như là rất là dài luôn nha anh em. Dây là còn nguyên bản zin 100%. Đó dây của nó dài là mút chỉ luôn. Đó rất là tiện lợi cho anh em mà chẳng hạn như làm ở trên nóc nhà đồ này kia, anh em kéo cái máy này đi làm rất là sướng. Tại vì cái đường dây nó rất là dài ha, nó cũng là tiện lợi cho anh em. Rồi thì đối lại cái con bắn vít Makita này thì con này thì nó có đảo chiều ha, đảo chiều đầy đủ nha anh em. Đó đảo chiều qua lại đầy đủ ha.
Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Đó, bây giờ mình sẽ cắm ổ bên đây ha. Tổng như là hai ổ này mình đã có cắm rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cắm ổ bên đây. Đây. Rồi nhấn xuống. Không. Thì mấy cái model này á, thì anh em cũng đã biết rồi, thì anh em mà khi mà anh em nhắn vô á, anh em mà nhắn cái mũi quýt vô á, là lúc đó là cái mũi quýt mình nó mới chuyển động được nha. Đó. Anh em mà cứ nhắn đè cái máy mình vô á, là cái mũi quýt mình nó mới chuyển động được. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại ha. Con số 17 bắn quýt Makita. Đó, bắn quýt Makita. Nó có thông số là dùng điện 100V, công suất là 480W, vận tốc của nó là 6000 vòng trên phút. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 500k. Dây của nó là cũng như là nguyên bản riêng ha. Dây của nó là dài cũng như là mút chỉ luôn anh em. Thì đối lại con bắn quýt này thì nó được sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan luôn nha anh em. Đó, nó sản xuất tại Nhật luôn. Rồi tiếp tục là cái con bắn quýt mini của Ruby. Đó, bắn quýt mini, con này là của Ruby nha anh em. Thì con này á, thì nó có 5 cấp trượt ha. Đó, có 5 cấp trượt và 1 cấp khoan. Đó đây nè. Đó, từ trượt nhẹ cho tới trượt nặng. Rồi anh em mà nếu mà kéo qua cái mũi khoan nó nằm ở vị trí ở dưới đây thì là coi như là lúc đó là nó khoan trực tiếp luôn ha, nó không còn trượt nữa. Rồi giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Rồi mình sẽ cắm ổ điện ở trên đây ha. Đây. Con này thì đảo chiều đều có đầy đủ nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem nè ha. Đó, cấp trượt của nó. Đó, số 1 nó trượt nhẹ ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới số 5 là nó trượt mạnh. Đó, trượt rất là mạnh. Ha. Rồi, đảo chiều. Ok. Rồi, số 18 máy khoan Ruby. Đó, con này thì nó có thông số là dùng điện 100W, công suất là 70W. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 300k nha anh em, 300k. Rồi, cái con số 19 này. Con số 19 này là cái thông số nó cũng tương tự như vậy ha. Thông số của nó là dùng điện 100W, cũng đồng thời là công suất là 70W. Đó. Giá là 300k. Thì con này nó cũng là 5 cấp trượt, 1 cấp khoan ha, 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đó, đây bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Đây. Ha. Rồi, trượt của nó nè. Ha. Rồi. Đó, trượt rất là mạnh luôn. Đó, trượt rất là mạnh. Ok. Rồi con số 19 Ruby bắn quýt Ruby số 19. Con này thì mình có giá bán là 300k luôn nha anh em. Rồi tới khoan Ruby. Đó, khoan Ruby con này cái màu rất là dễ thương luôn anh em. Đó, màu rất là dễ thương, số 20 ha, khoan Ruby. Con này thì đảo chiều đều tốc đầy đủ hết. Đó, đảo chiều đều tốc đầy đủ hết. Thì con này nó có cái thông số là dùng điện 100V. Công suất con này là 240W. Vận tốc con này là 2100 vòng trên phút. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k. Thì con này nó sử dụng đầu măng ranh là 10 ly nha anh em. Đầu măng ranh 10 ly. Thì đầu măng ranh này là đầu măng ranh tự động nha anh em. Đó, đầu măng ranh tự động ha. Đây. Vận tốc nó là từ 0 cho tới 2100 vòng trên phút. Rồi. Test máy luôn cho anh em. Đây. Đó. Nè heo chạy rất là êm luôn, rất là nhuyễn. Máy rất là mới ha. Máy mới keng luôn. Rồi. Bây giờ mình đây.
Thì đối lại cái máy này đảo chiều điều đốc đầy đủ thì anh em cái việc mà anh em thay mũi rất là lẹ luôn nha anh em. Đó, thay mũi rất là lẹ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đảo chiều lại nè. Đó, mình sẽ mở cái đầu khoan ra nè ha. Đây đó, máy hoạt động rất là êm. Ok, quá ngon. Rồi con số 20 máy khoan ru, máy khoan Ruby ha. Con này thì đầy đủ chức năng hết, cũng như đảo chiều điều tốc đầu đầu măng ranh là đầu măng ranh tự động luôn đó. Đầu măng ranh đó thì 10 ly thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 400k nha anh em. Ồ, mới dữ à. Rồi tới con thêm cái máy này cũng như là cực kỳ mới luôn anh em. Đó, máy là mới tinh luôn. Cái dòng này là của Makita nha anh em. Máy này là cũng như là mới là cũng như là không tưởng tượng luôn á. Đó, nó mới tinh luôn á. Ha. Con này thì đầu măng ranh nó là 10 ly. Đó, dây là dây zin theo máy luôn nè. Công dây nó cứ nhìn cũng đẹp nữa. Rồi, con số 21 máy khoan Makita. Đó, con này nó có thông số là dùng điện 100W, công suất là 360W. Vận tốc con này là 1700 vòng trên phút. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2,5 triệu. Ý, quên số đi anh em, 250 nha. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 250.000. Rồi bây giờ mình xin test máy luôn cho anh em xem. Thì cái máy khoan này là nó là chỉ là một chiều thôi nha anh em. Đó, nó khoan một chiều thôi. Đây. Rồi máy khoan Makita số 21 giá 250. Rồi tới máy khoai. Máy khoai này nó có TR6K anh em. Cái model hình của nó là TR6K nha anh em. Thì công suất của nó là dùng điện 100W. Công suất của nó là 360W. Vận tốc con này là 2800 vòng trên phút. Ha, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 450. Đó, giá là 450 nha anh em. Đó, anh em thấy là máy nó còn rất là mới luôn ha. Cái mũi của nó nè. Cái mũi nó là cũng như là nó còn mới tinh luôn anh em. Có thể là cái mũi này mình theo mình đoán đánh giá là cái mũi này có thể là khả năng là chưa có xài qua luôn. Ha. Cái máy này nó còn khá là mới luôn. Đó, cái mũi nó nè. Cái đế nè, máy móc đồ là cũng như là mình đoán cái máy này á bên đó là cũng như là có thể là khả năng là chưa có xài qua ha, máy rất là mới. Rồi bây giờ sau đây mình xin test máy luôn cho anh em xem. Ồ, ai quấn cái này vậy? Hả, quấn gì mà quấn như quấn kia gì kỳ cục vậy? Ồ, quấn dây hết bên đường mở luôn, quấn về phá dây chết luôn. Rồi bây giờ mình test máy cho anh em xem ha. Rồi thì máy này thì là anh em xài là thoải mái rồi. Máy còn quá đẹp mà. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá lại ha. Con số 22. Đó, nó có thông số, nó dùng điện là 100W. Công suất của nó là 360W. Vận tốc là 2800 ha. Con này thì mình được giá bán cho nào với giá là 450. Rồi tiếp tục là một cái con bào Ruby anh em. Đó, bào Ruby. Cái bào này mình nhìn cũng khá là đẹp luôn ha. Ốc còn 7 màu đều rang hết. Đây nè anh em nhìn nè. À, ngoại hình là còn khá đẹp. Đây. Rồi, dàn đế ở đây nè. Anh em nhìn cái lưỡi nè. Đó, cái lưỡi nó là bén ngoắt luôn. Không có tì vết gì hết, láng ngon nha anh em. Đó, cái máy này theo mình nghĩ bên đó là nó chỉ xài lướt qua thôi.
Đó anh em nhìn nè, đồ của nó nè, ốc còn đen thui ha. Rồi cái lưỡi nó nè, lưỡi nó còn rất là mới luôn, mới tinh. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá lại ha. Con số 23 bào Ruby. Con này thì nó sử dụng lưỡi là lưỡi 84 nha anh em. Đó lưỡi của nó lưỡi 84. Nó có thông số là dùng điện 100V, công suất là 450W, vận tốc của nó là 15.000 vòng trên phút. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 500.000. Đó 500k nha anh em. Đó giá của nó là 500k. Bào Ruby. Đó là cái bào này khá là đẹp. Đó anh em mà sắm cái bào này về là anh em bào thoải mái ha, lưỡi nó còn cũng rất là mới luôn, máy ngoại hình cũng rất là mới. Rồi tới tiếp tục là cái con số 24 trà nhám Ruby. Đó nó con này thì nó có cái thông số là dùng điện 100V, công suất là 190W, vận tốc con này là 1.100 vòng trên phút. Con này á, vận tốc của nó là 11.000 vòng trên phút nha anh em. 11.000 vòng trên phút nha. Đó con này vận tốc là 11.000 vòng trên phút. Bản nhám của nó là 918. Ha, bản nhám của nó 918. Cái bản đế nó rất là đẹp luôn nha anh em. Bản đế của nó là giống như là nó không bị sụp, giống như là nó còn nguyên bản luôn á, rất là đẹp. Đó đế của nó còn rất là đẹp luôn ha. Rồi thì đối lại cái trà nhám Ruby này thì mình được giá bán cho anh em giá là 350 nha anh em. Đây. Quá ngon. Rồi số 24 trà nhám Ruby. Bản đế là bản đế 918, nó có thông số là dùng điện 100V, công suất là 190W, vận tốc con này là 11.000 vòng trên phút. Thì con này mình được giá bán cái này với giá là 350. Rồi tiếp tục là một cái con cửa động Hitachi ha, cửa động Hitachi. Thì mấy cái model này, mấy cái đời này thì anh em về đây anh em cài rất là đã luôn, nó rất là mạnh nha anh em. Mấy cái đời model này nó cài rất là khỏe. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá lại cái con số 25 cửa động Hitachi. Con này thì nó cái thông số của nó dùng điện 100V ha, dùng điện 100V, công suất của nó là 380W, vận tốc của nó là 3.200 vòng trên phút. Đó con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k nha anh em, 400k. Rồi cưa động Hitachi. Đó con này thì nó tới 2 tốc độ luôn nha anh em. Trên công tắc nó tới 2 tốc độ luôn. Một tốc độ là 2007 và một tốc độ là 3002 ha. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k nha anh em. Đó, sử dụng điện 100V. Rồi tiếp tục một cái con cưa động Makita anh em. Đó cưa động Makita ha. Số 26 cưa động Makita. Con này thì dùng điện 100V, công suất của nó là 390W, vận tốc con này là 3.100 vòng trên phút. Ở con này thì mình được giá bán cái này với giá là 350 ha. Đó, nó còn cái lưỡi cưa, cái lưỡi rin của nó luôn nè, lưỡi rin dính theo máy luôn. Đó máy là còn ngoại hình khá là ok luôn anh em. Thì mấy cái model này là về anh em cài rất là sướng nha. Đó thì mấy cái cưa lộng mà tính ra mấy cái model mà đời cái đời này á thì anh em về anh em xài rất là đã.
Rồi cơ động số 26 Makita. À, con này thì mình được giá bán cái này với giá là 350. Rồi tới con số 27 cơ động Makita ha. Thì con này nó có thông số là dùng điện 100W, công suất của nó 390W, vận tốc của nó là 3100 vòng trên phút. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k ha. Máy là cũng như là máy con nhà mới là không tưởng tượng luôn, máy rất là mới nha anh em. Theo mình đánh giá con này là nó khoảng mới là khoảng từ 90% đó anh em nè. Nhìn nè, cái nước sơn zin của nó còn luôn ha, ốc còn 7 màu đều rang hết đây nè đó, mấy góc đuôi còn 7 màu đều rang hết. Bản đế của nó nè, cái đế của nó anh em thấy còn đen thùi luôn nha anh em. Đó, bản đế của nó nè, máy này rất là mới ha. Thì con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k nha anh em, 400k. Rồi mình cũng xin test máy cho anh em xem luôn. Quá ngon. Rồi tiếp tục là một cái con số 28 anh em. Con số 28 là cũng cái dòng cưa lộng luôn ha. Dòng cưa lộng con này thì của Makita, của hãng là cũng Makita luôn. À, vận tốc cũng là 3100, công suất là 390W. Nó sử dụng nguồn điện là 110W. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 350 nha anh em. Đó, anh em nhìn nè ha. Ngoại hình nó cũng còn là khá là ok. Đó. Đó, giá là 350 nha anh em ha. Ừ. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Ồ, chớn nó rất là nhẹ luôn. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá lại số 28 cưa lộng Makita. Con này thì mình được giá bán cái này với giá là 350. Rồi tới tiếp tục là qua tới cái dòng cưa xích anh em. Qua tới cái dòng cưa xích Ryobi ha. Qua tới cái dòng cưa xích Ryobi thì con này nó có cái thông số như sau. Con này sử dụng điện 100V, 110V, công suất là 750W ha, 750W. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 500k. Đó, máy con này là anh em khỏi chê luôn, máy rất là đẹp ha. Nó còn cái bao để bảo vệ lưỡi luôn. Đó, chữ mạc tem rồi còn rất là đẹp nha anh em, máy còn rất là đẹp. Đây thì con này á, là nó cái model này thì nó bơm nhớt tự động nha anh em. Ở đây là anh em đổ nhớt vô ha, đổ nhớt vô cái bình này là khi mà anh em máy cho máy hoạt động là cũng như tự động nhớt nó bơm vô trong sên lam mình, nó nuôi sên lam mình luôn. Đó cũng là khá là tiện lợi. Rồi bây giờ mình xin test máy ha. Đây nè anh em thấy nó bơm nhớt không? Đó, cũng như là khi mà máy mình hoạt động là nhớt nó bơm ra, nó nuôi lam xích của mình ha. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại cái con số 29 cưa xích Ryobi. Đó, cưa xích Ryobi con này nó sử dụng điện 100V, công suất là 750W. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 500k nha anh em, 500k. Rồi tới tiếp tục một cái con đục Ryobi đây. Đó, đục Ryobi này, cái đục Ryobi này nó còn thùng đồ còn này kia đầy đủ luôn nha anh em, tay cầm đồ này kia còn đầy đủ luôn ha. Thì con này nó có một kèm theo một cái mũi 17 ly theo máy. Đó, 17 ly theo máy nè. Đó là cũng như là anh em sắm cái máy này về là cũng như là anh em là để sử dụng luôn. Đó ha.
Cái tay này á, thì anh em có thể là anh em dặn cái hướng nào nó vòng 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 cái máy luôn đó, hướng nào mà anh em cứ thuận là anh em cứ xả ra cho cái tay về cái hướng đó. Rồi bây giờ mình thông báo giá lại một bộ này, chứ trước khi mình test mình thông báo giá lại cho anh em cái giá của một cái máy Ruby này. Rồi số 30 anh em, đục Ruby là có như là con này nó còn hộp đồ còn thùng đồ đầy đủ nha anh em. Đó tay cầm đồ này kia là cũng riêng theo máy hết, với là một cái mũi đục nhọn 17 ly ha. Rồi con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 850. Đó thì bây giờ mình cũng xin đọc cái thông số đó rồi mình test máy luôn ha. Đó con này nó sử dụng điện 100V, công suất của nó là 1050W, vận tốc của nó là 3000 vòng trên phút. Đó thì mình được giá bán cho anh em với giá là 850. Rồi bây giờ cắm điện vô mình test máy luôn cho anh em xem. Đâu đâu có vô đây đây. Cái đục Ruby á, là cũng như là cái hơi nó rất là tốt nha anh em. Cái hơi nó rất là chuẩn mà rất là tốt luôn. Wow, quá mạnh. Quá mạnh. Quá mạnh anh em. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại ha. Số 30 đục Ruby thì con này là nó còn thùng này kia đầy đủ ha, thùng tay là với lại cái mũi đục là đều rin theo máy hết luôn, cả cọng dây luôn đều rin theo máy luôn đó. Thì con này là nó có cái thông số là dùng điện 110V đó, vận tốc con này là 1050W. À, vận tốc của nó là 3000 vòng trên phút. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 850. Đó, coi như là nãy giờ là coi như là một cái biến áp 5kVA này. Đó mình test máy cho anh em xem chi tiết rõ ràng ha. Thì cái biến áp 5kVA này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu. Thì cái kích cỡ nãy mình cũng có đo cho anh em rồi. Thì một cái cục biến thế của nó bên trong á, là nó khoảng cỡ chừng 2,5 tấc nha anh em. Đó cục biến biến thế nó bên trong là khoảng 2,5 tấc ha. Đó thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 3,5 triệu. Rồi thì bữa nay mình cũng có một số mặt hàng mình test lên để phục vụ anh em. Thì anh em nào có cần mặt hàng nào thì xin liên hệ số 0914711438. Địa chỉ của mình là C12/45, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.